chào nha, phong như con tôm hùm luôn. Chim đến với đất thì chim nó đầy đủ các chủng loại luôn. Hai con này nó hơi tụt lửa nhưng mà vẫn thay đổi rất là tốt và bóng bộ rất là đẹp luôn. Mới bắt được về có mấy hôm rồi, 3-4 hôm. Từ hôm thứ 5 chứ. Hôm nay thứ 7 mới được có 5, thứ 6, thứ 7 được 3 hôm. Rồi. Không người mình quay đoạn đây thôi.